Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tuyên. Mở đầu bản tin hôm nay là tin bão khẩn cấp cơn bão số 9. Thưa quý vị và các bạn, hồi trưa nay vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc, 111 độ kinh đông, cách Bình Định, Phú Yên khoảng 210 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 lên cấp 15, tức là 150 đến 180 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó đổi hướng bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày mai, ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc, 111,1 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 lên cấp 13, tức là 120 đến 150 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 11 đến 19 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113,5 độ kinh đông, toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 10 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 113,8 độ kinh đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 230 km về phía nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 lên cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía bắc vị tuyến 15 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 109 đến 116 độ kinh đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão được hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, vùng biển phía tây của khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 8 lên cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 lên cấp 15, giật cấp 17, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 lên cấp 8, giật cấp 10. Riêng vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7 lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Với diễn biến của bão số 9 như vậy, trong ngày và đêm nay là cao điểm mưa gió ở miền Trung, cả trên biển cũng như trên đất liền. Vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ở vùng biển ven bờ, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh cấp 7 lên cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động dữ dội. Cũng do hoàn lưu bão số 9 nên ngày và đêm nay, trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 5 lên cấp 6, giật cấp 7. Ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Còn về diễn biến mưa trong ngày và đêm nay, hầu khắp Trung Bộ đều có mưa, trong đó ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Còn về nhiệt độ, trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ duy trì ở mức nhiệt từ 21 đến 24 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với mức nhiệt là từ 21 đến 23 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn với mức từ 25 đến 27 độ. Lưu xuống thời tiết phía Nam là hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không có gì thay đổi. Trở ra thời tiết miền Bắc trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Toàn vùng không có mưa, trời nắng nên nền nhiệt trong ngày hôm nay cũng chỉ ở mức từ 21 đến 24 độ. Về tối và đêm, nhiệt độ giảm xuống dưới 16 độ, riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn, có nơi dưới 10 độ, trời rất đậm. Còn khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ giảm từ 11 đến 13 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.